Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phúc Đồng Hương Khê Hà Tĩnh cho biết, một nam sinh 17 tuổi bị nát bàn tay, nguy cơ hỏng mắt do bình ga mini phát nổ. Khoảng 18 giờ ngày 1 tháng 8, người dân ở xóm 3 xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê giật mình bởi tiếng nổ lớn phát ra từ nhà của em VTT 17 tuổi. Ngay lập tức, người dân đã chạy qua nhà T để kiểm tra và phát hiện nam sinh này bị đa chấn thương. Người dân nhanh chóng đưa T đi cấp cứu trong tình trạng dập nát bàn tay trái, hai mắt tổn thương nặng. Do vết thương nặng, nam sinh được chuyển đến bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục chữa trị nhận được tin báo lực lượng chức năng đã đến hiện trường qua kiểm tra khu vực bếp của gia đình nạn nhân có nhiều đồ đạc bị xáo trộn bình ga mini hư hỏng bước đầu nhận định trong quá trình bật bếp nấu ăn cho hai em nhỏ bình ga phát nổ khiến em tê bị thương nặng lãnh đạo ủy ban nhân dân xã phúc đồng nói cũng theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã phúc đồng gia cảnh em tê vô cùng khó khăn mẹ mắc bệnh trầm cảm để phòng ngừa cháy nổ trong sử dụng bình ga mini phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khuyến cáo một số biện pháp sau các tổ chức cá nhân sử dụng quản lý cơ sở tồn chứa chiết nạp kinh doanh vận chuyển ga phải thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy không sang chiết nạp bình khí ga hóa lỏng tại các cửa hàng không bán bình ga mini nạp lại đối với bình ga mini chỉ sử dụng một lần người tiêu dùng cần kiên quyết từ chối không sử dụng các loại bình ga đã qua sử dụng được nạp lại khi mua cần kiểm tra trọng lượng của bình để đảm bảo thể tích đúng tiêu chuẩn cho phép sử dụng bếp ga bình ga mini phải rõ nguồn gốc được kiểm định an toàn của cơ quan chức năng và cần tuân thủ nghiêm ngặt những quy định chỉ dẫn của nhà cung cấp khi sử dụng phải đặt bếp ngay ngắn nếu bếp bị nghiêng ngọn lửa cũng nghiêng theo và dễ tiếp xúc với đầu bình ga dẫn đến cháy nổ trước khi vứt bỏ bình ga phải xả hết ga bên trong bình tránh trường hợp hơi ga còn lại tích tụ trong bình khi gặp nhiệt độ cao hay tên lửa có thể gây nổ bình ga và phải vứt đúng nơi quy định khi thấy bếp quá cũ cần phải thay bếp mới thường xuyên vệ sinh bếp để làm tăng tuổi thọ của bếp tránh hiện tượng dò dỉ ga do ống dẫn ga bị nghẽn lắp đặt bình ga đúng vị trí bình ga có một rãnh nhỏ cần chú ý lắp rãnh đúng vị trí để khớp vào bếp trường hợp lắp đặt không đúng khi kéo cần ga xuống ga có thể bị xì dẫn đến cháy nổ không nên dùng nồi lớn đun trên bếp mini vì ngọn lửa sẽ trùm xuống bình ga dễ gây cháy không nên đun lâu và liên tục trong thời gian dài vì nhiệt độ của lửa khiến cho áp suất trong bình ga tăng lên dễ xảy ra cháy nổ bếp mini sau khi sử dụng xong phải lưu ý tháo lon ga ra khỏi bếp và để lon ga nơi khô thoáng